Dạ, mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh Seru và phun thuốc hàng Nhật Bản của em Tuyết nha. Thì sáng hôm nay em sẽ lên cho anh chị xem và tham khảo con Seru này ha. Con này là một cầu 4 bánh, có ben và trọng tải nó là 500kg nha anh chị. Đó, một con Seru là rin toàn bộ luôn ha. Nói chung là lô mỗi cái bình với lại cái ghế thôi anh chị ha. Đó, em sẽ vô chi tiết nha. Con này nói chung là đèn đuốc là bên em làm ok hết rồi nha. Màu sơn là nguyên rin luôn nha anh chị. Con này lái vô lăng ha. Nói chung kèn đèn này làm ok hết rồi ha. Cái này là ga nè. Kèn đèn ok hết. Số con này là 3 tiếng một lùi nha anh chị nha. Đó, 3 tiếng một lùi. Con này đi đầu Yanma GA210, công suất nó là 7 ngựa nha anh chị nha. Đó, máy móc là nguyên rin luôn ha. Màu sơn rất là đẹp luôn nè. Đó, màu sơn nguyên rin rất là đẹp ha. Tại vì nói chung nó nằm ở dưới cái phần này, cái ghế nó đậy lại anh chị, cho nên là đầu máy nó rất là mới ha. Đó, nguyên rin bầu ben đồ rất là đẹp luôn nè. Nói chung những cái phần này là nó nằm ở dưới cái ghế hết, cho nên nó rất là đẹp ha. Đó, nước sơn là nguyên rin toàn bộ luôn nha anh chị nha. Cái này là thắng và côn trưng ha. Đó, thắng và côn trưng. Đèn xi nhan là em cũng làm hết luôn rồi nha anh chị. Đây là phần lớp nó ha. Nói chung mâm rất là đẹp ha. Lớp thì có răng nứt nha anh chị nha. Đó, thì nói chung hình thức thì hàng Nhật Bãi bánh nó để lâu ngoài bãi thì nó hay răng nứt chút đỉnh thôi nha anh chị, chứ không có sao hết ha. Đây, gầm sườn con này là đen thui luôn nè. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và liền lạc ha. Hộp số bóng loáng không xì nhớt xì phốt gì nha anh chị. Dòng giang ma nữa thì sườn gầm nó rất là đẹp ha. Đó, em đã bỏ bình đó vô cho anh chị nha. Con này đi bằng y sau bằng bánh ú ha. Bánh ú make in Japan nè. Nói chung bánh sau thì rất là đẹp ha. Có hai cái bánh trước thì nó hơi răng nứt chút đỉnh thôi anh chị. Về xài là nói chung là hàng Nhật Bãi thì nó bánh hay răng, nhưng mà bánh Nhật thì lúc nào nó cũng bền hết nha anh chị nha. Đây ha, sườn gầm thì còn nước xanh sơn xanh lè luôn ha, không một lũng chỗ nào nha anh chị nha. Đó, tì bên thì to đùng bóng loáng luôn nè. Anh chị xem kênh cái yêu thương em Tuyết thì nhớ cho em Tuyết một nút đăng ký nha. Đó, thùng gầm rất là đẹp nè. Thùng con này ngang 1m1, dài 1m8, 1m9 anh chị. Nó màu xanh rất là đẹp luôn ha. Hình thức con xe này rất là liền lạc ha. Những anh chị nào mà đang cần những dòng như thế này á, mà mình đi đường bê tông, đường thẳng á, không có dốc đồi nhiều, thì anh chị chốt con này thì nó đúng là bài luôn á nha anh chị nha. Đúng là phù hợp với công việc của mình. Tại vì nói chung một cầu á, thì nó chạy đường thẳng, đường bằng rồi thôi ha. Chứ còn đồi dốc thì nó leo không ngon đâu nha anh chị. Thì nói chung là anh chị chở cái gì mà đi đường bằng á, thì nên chốt nó nha. Em Tuyết thì có xem Tuyết nói vậy ha. Rất là thật tình. Có gương chiếu hậu nữa nè. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh chị xem ha. Ghế rồi là bài bản ha. Anh chị ngồi lên sử dụng chạy ha. Ngồi rất là êm mông. Cái này là visa của nó nè ha. Cái này là ben nha. Một con máy rất là liền lạc và đẹp luôn. Đề nó bị yếu rồi, giật đi rồi. Cái con này nó có đề luôn nha anh chị. Đó, con này là vừa giật vừa đề luôn anh chị ha. Đề thì nói chung bên em chưa làm. Anh chị nào mua là bên em làm bài bản hết luôn ha. Đề bên em bao đề, bình đề đồ đàng hoàng cho anh chị. Đó, bên em còn rất là nhiều xe nha anh chị. 8 bánh, 4 cầu, 2 cầu, lái càng, 2 cầu, phun thuốc, rất là nhiều thể loại ha. Đó, thì anh chị nào quan tâm những cái dòng sản phẩm như thế này á, thì cho em Tuyết một lúc đăng ký nha. Đứng chỗ đây nó phức quá ta. Êm nha anh chị nha. Cửa hàng em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nha anh chị. Số điện thoại em là 0835 585879. Giá con này em bán tại cửa hàng là 36 triệu nha.
Anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ em số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo với em nha. Rồi mến chào anh chị, chúc anh chị một cái ngày làm việc thật là đạt, thật là nhiều kết quả và nha anh chị. Rồi hẹn gặp lại anh chị ở cái video tiếp theo nha.